Cảm ơn Chúa và xin chào tất cả các vị anh chị em trong vòng tay yêu mến của Chúa. Thì cuộc sống của chúng ta có rất nhiều khi chúng ta sẽ vấp ngã, có rất nhiều khi chúng ta đánh mất đi cái thuộc linh của mình, đánh mất đi cái niềm yêu mến Chúa và lòng ban đầu. Thì hôm nay Lộc sẽ hướng dẫn các bạn chơi một bài hát, có lẽ là các bạn đã thuộc, thậm chí là có những người đã ghi sâu cái bài hát này trong lòng mình, đó là bài hát Tạo Lên Trong Con Trái Tim Thật Trắng Trong. Thì cái bài hát này thì nó là bài hát cổ rồi, nó mang cái tính chất hơi hướng thời xưa một chút, nhưng mà Lộc nghĩ rằng là với cái thời điểm cận đại, cuối những thời điểm cận đại, bài hát này được sáng tác trong thời điểm đầu tiên của cận đại thì đến bây giờ hiện đại vẫn cứ có thể dùng được. Và bây giờ thì Lộc sẽ hướng dẫn các bạn chơi guitar cái bài này, mang cái tính chất hiện đại vào cái bài hát này, mặc dù là nó vẫn cổ điển, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau học cái tính chất hiện đại, thay đổi những hợp âm hiện đại, cách đánh hiện đại và cách hát hiện đại cho bài hát này nhé. Lộc hướng dẫn các bạn nó phải có cái gì mới, không như những người khác được. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 phần, đó là phần intro, học intro này. Ok, đấy là cái điểm vào của bài hát này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao có thể intro được như mình nhá. Thì thực ra cái intro của mình thì nó là đơn giản thôi, nó khó, nhưng mà có một cái intro như thế thì nó sẽ làm cho bài hát nó tình cảm, nó sâu sắc hơn, nó sẽ gợi mở hơn. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn cái hợp âm, vòng hợp âm của nó. Trên cái hợp âm chuẩn này thì nó sẽ có cái son trưởng này, dê trưởng này, đô trưởng. Nên là tạo lên trong con trái tim thật trắng trong, tạo lên đánh son trái tim thật trắng trong và đô, đúng không? Đây là cách hát. Còn khi mà ta đánh như này, dê son 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 fa, dê fa mi, dê fa mi, mi dê, dê son 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 fa, dê fa mi. Khi bạn đánh mi này thì bạn bắt đô, mi đô, mi dê dê, bạn bắt son. Thì khi bạn ở đây, khi bạn bắt vào hợp âm nào thì bạn đánh bát vào hợp âm đấy nhá. Ví dụ tạo lên thì dê mi, thì cái nốt mi tạo lên dê mi, mi thì dê mi, cái nốt dê bạn đánh một mình nó thôi dê, nhưng mà chính chữ lên thì bạn đánh cả nốt bát này vào, dê mi mi, dê mi 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 fa fa, thì các bạn đảo sang bát dê, bát dê dây cuối cùng, fa fa, dê fa đô, đô là bát bát đô, nhưng mà là dê fa mi đấy. Đấy, bắt là đấy, xong các bạn là mi dê, nhưng mà bát son. Thế các bạn bắt hợp âm nào thì bạn bắt cái dây bát này là hợp âm đấy thôi. Đấy, là nốt đấy, bạn hiểu không em? Đấy, thì mình sẽ đánh này, dê mi, mi, dê son, 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 fa. Nhớ nốt bạc, fa, dê, fa, mi, mi. Thì các bạn sẽ thấy mình sẽ đánh là các đoạn này, mình sẽ có những nốt móc rời để nối, nốt móc rời để nối được chữ trống, đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ nghe này có những cái nốt thừa.
đấy mình sẽ đánh thêm những nốt đấy. Thì nốt đấy thì các bạn cứ đánh tự động thôi, tự tay các bạn. Nếu như các bạn tập được cái cứ cái điệu dài như này rồi, trong các bài tập khác mình sẽ dạy các bạn đấy, thì các bạn cứ đánh tự nhiên, nối nó vào cách tự nhiên thôi. Đấy, thì nó sẽ hay nhiệm màu cái bài hát rất là nhiều. Đấy, thì đấy là cái lúc nhạc mình đó các bạn thôi. Rồi, tiếp câu tiếp theo nhá. Thì là Chúa ơi, Ando này. Là sốt, Chúa ơi. Đấy, móc như nốt rời linh tinh vào. Son 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 fa. Dê fa, dê son na son. Son na son thì các bạn thì bắt mi. Son bắt mi nhá. Mi các bạn đấy đánh mi sút 4. Dạ, hàn mi thứ đây này. Và hàn này mi sút 4 này. Son 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 fa son. Đấy chưa? Bạn kéo cả 2 giây luôn. Nhưng mà để cho nó hay ấy, thì cái nút 2 giây này ấn móc lên ấy, thì cái áp bút nó là móc cái dây cuối cùng, tức là dây số 1. Thì các bạn móc mạnh hơn. Cái dây ngón giữa nó sẽ hay hơn. Thì nó là đúng nốt. Nhưng mà nó cộng hưởng cả hai luôn. Đấy, tức là cái dây cuối cùng này nó to hơn nhá. Đấy là coi như là xong cái câu đầu tiên. Các bạn có thể dạo như vậy, có thể hát được rồi. Nếu như các bạn cảm thấy nó khó và lười tập thì các bạn tập như vậy thôi. Đấy. Son 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 fa di son a. Thế là các bạn có thể dạo như vậy và bắt đầu xài này và bắt đầu quạt dạo lên cho con trái tim là mọi người có thể hát được vào đấy. Thì các bạn nếu như bạn muốn dạo dài dạo tiếp thì bạn tập tiếp câu tiếp theo cũng giống như vậy thôi. Dì son dì son, nhớ nha, son là hai nốt này. Dì son 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 fa, vẫn là bát này, nó mới hay. Fa dì fa mi mi dê son 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 na fa dê fa dê son fa. Con cũng xin được người mới luôn. Ok, mình sẽ dạy bạn cái điệu dài như vậy để vào bài hát. Rồi, còn điều cựa phần đọc nốt cho các bạn dạo như vậy, intro như vậy, phần đọc nốt các bạn intro như vậy là được. Nếu các bạn đã quen với thế những cái thế dài này rồi thì các bạn intro rất dễ thôi, mình chỉ đọc nốt các bạn thì bắt được dây bát vào là xong thôi, không có gì khó cả, nó theo cái cảm âm của các bạn thôi. Thì ta sẽ có cái phần ở đây, nó sẽ tạo lên trong con trái tim và trong trắng, ta sẽ không quạt luôn. Và mình sẽ muốn các bạn là dạo xong rồi. Được hai đôi mới luôn. Tạo lên trong con trái tim và trắng trong Chúa ơi. Bây giờ bạn phải tập cho mình một cái kiểu điệu gọi là ba gem. Nó gọi là cái nền tảng. Nếu các bạn không tập được điệu này thì không thể nào đánh phi thường hơn được. Bây giờ đây, tạo lên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi. Tâm linh con cũng xin được ngài đôi mới luôn. Nó là như thế này. Nó là như thế này nha. Nó là cái điệu acoustic rất là blue. Đấy, nó như vậy.
thì có thể các bạn nhiều khi các bạn không thể hình dung được hết cách chơi mình. Còn đánh cho mình như này này, nghỉ, ở đây mình sẽ dạy các bạn chơi hợp âm đô trưởng này, tức là các bạn bình thường các bạn vẫn đô trưởng như này đúng không, đô trưởng này, nhưng bây giờ cái con trỏ này này các bạn thay nó bằng cái nốt D, nó gọi là đô 7. Con trỏ này theo nó à, cái này đô 2, đô sus 2, đô sus 2, đô sus 2 đây thì nó sẽ hay hơn. Tạo nên trong con trai tim thật trong trong đô sus 2 nhá, đô sus 2. Chúa ơi, tâm linh con cũng xin được ngài đổi mới luôn. Tạo nên trong con trai tim thật trong trong Chúa ơi, con cũng xin được ngài đổi mới luôn. Thực ra đấy, đàn này là khi các bạn chơi thì là các bạn hiện biết là đàn sẽ chơi to hơn, mạnh hơn, nhiều hơn cái lúc mà người hát không hát nữa. Khi câu hát nó có cái nhịp nghỉ, điểm nghỉ thì lúc đấy đàn mới là đánh nhanh nhiều nhất. Còn khi mà người ta đang hát thì đàn gọi là giữ nhịp thôi, cho người ta hát thôi. Các bạn hiểu chưa? Thì các bạn đánh làm sao nó đúng cái phách này. Tạo lên trong con trai tim thật trắng trong, thật trắng trong Chúa ơi. Đấy, khi mà các bạn hát thì cái đàn nó lại quay về cái kiểu giữ nhịp như này. Còn khi mà nó, khi mà bạn không hát đó thì bạn lại cố mắc thêm một cái gì đó để cho nó có tiếng đàn nấp chỗ trống khi mà câu hát nó đang có nhịp chờ, nhịp nghỉ. Tâm linh con cũng xin được ngài đổi mới luôn. Đấy, tạo lên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi, tâm linh con cũng xin được ngài đôi mới nuông. Chúa ơi, chưa cất con nhà xa. Bây giờ vào điệp khúc thì mình sẽ dạy các bạn đập blue. Đập blue này thực ra nó lấy từ disco ra thôi. Thì khi các bạn móc xong này thì các bạn đổi nhịp là mỗi lần móc bạn đập xuống. Đấy, nhiều hơn lúc đấy mình dạy các bạn là móc lên. Lúc đấy mình dạy các bạn là móc. Đấy, thì bây giờ các bạn là mỗi lần móc xong các bạn đập một cái. Chúa hãy chờ gật con nhà xa bóng Chúa đêm ngày, và chưa chờ gật thành đình tìm có niềm vui cứ suối hơi ngàn. Tâm linh con cũng xin được ngài đổi mới luôn. Chúa hãy chờ gật con nhà xa bóng Chúa đêm ngày. Mình cứ hát xe tông thì không có là dạy các bạn được. Nên là ý là mình móc và đập như thế. Chúa ơi, chưa cất con nhà xa bóng Chúa đêm nay, và chưa cất thanh ninh ra khỏi lòng con. Làm mới trong trái tim con niềm vui cứu
thôi đời ngài. Tâm linh con xin được ngài đôi mới luôn. Đấy. Chào, thì các bạn nhớ này. Đố đập sang gì, lìa xa đánh si đập sang mì. À, đập vào đô đánh đập dê đập về xó đập đùa đô đập sang đô đập về si ta đánh đền mì tới âm ninh con xin được đôi mới luôn. Đấy, mình hát như vậy là các bạn đã thể biết đập vào đâu rồi. Ta đập ta đập dê đập vào si sang gì đô đập sang dê đập sang si đập sang mì đô đập lại dê đập lại son vào son bảy cái vào son bảy cái nhé các bạn còn cả quạt bắt vào son bảy làm nhấn ở đây các bạn đập này ơi đập vào dê đập vào si đập vào mì cứ đập vậy thôi. Yeah, đập vào đập là đổi âm, đập là đổi hợp âm các bạn nhé. Đấy, đập là hợp âm nó như vậy thì em mình chia sẻ các bạn có cái đoạn này. Và trước gấp thanh ninh ra xa khỏi lòng con trước và trước gấp thanh ninh ra xa khỏi lòng con. Đấy, đấy các bạn lúc này không đập nữa con quạt sau này đập mới trong trái tim con nó tạo điểm nhấn cho cái hết một cái trường khúc từ Chúa Hỡi cho đến khỏi lòng con. Đây các bạn từ son này sang son bảy đây. Son bảy thì báo về đô mà sang từ son sang son bảy này các bạn không không đập mà là quạt. Chúa cho cất thanh ninh ra xa khỏi lòng con. Thấy chưa? Làm mới trong trái tim con niềm vui cứ suối ơi ngài tâm linh con xin được ngài đôi mới luôn. Đấy cứ đập thì các bạn đổi hợp âm nó vậy thôi. Nó chính là điệu đầu tiên các bạn nó dạy các bạn là tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi đúng không? Thì cái điệu sau nó sẽ là tâm linh con cũng xin được ngài tâm linh con cũng xin được ngài đôi mới luôn. Đấy tức là cứ đổi âm đổi âm đổi âm đổi âm đây là kết một cái trường khúc. Kết trường khúc là các bạn nên xuống ngay kết trường khúc. Nếu các bạn không tập được như mình ấy, thì các bạn tự sáng tạo ra một cái cách nào đó để các bạn kết thúc trường khúc khi các bạn đánh như này. Đập thì các bạn đập vào đây. Ok nhá. Ok vậy thì chúng ta sẽ sang phần quạt trả của bài hát này. Sau khi các bạn ấy xong thì các bạn nên dùng cái móng. Các bạn có thể quạt bằng tay. Đấy, nếu như móng tay bạn tốt nhưng mà mình không móng tay kém thì mình thường để cái ấy này ở trên đùi của mình. Khi xong cái trường khúc đập trên nhá này thì mình sẽ quạt. Quạt thì dễ rồi, ta sẽ quạt cái điệu ở đây là ballad hoặc là blues, hoặc là các bạn có thể quạt slow dốc hoặc các bạn có thể quạt slow 4/4 tùy theo các bạn. Nhưng mà nếu như nó quạt thì nó sẽ không hướng dẫn các bạn những điệu đơn thuần ấy nữa, mà nó sẽ dạy các bạn là tạo nên trong con trai tim trắng trong. Mình sẽ quạt như vậy. Chúa ơi anh dạ. Tâm linh con xin được ngài đôi mới luôn tạo nên trong con trái tim thật trắng trong. Chúa ơi tâm linh con ông xin được ngài đôi mới luôn. Chúa ơi cho hơn con nhờ xa bóng Chúa ơi ngài và chưa có thanh ninh ra xa của lòng con làm mới trong trái tim con niềm vui cứu rỗi ơi ngài tâm linh
con xin được mày ơi mới nhuần. Nó sẽ có một cái sự nhầm màu cho nó. Cái quạt bạn nó sẽ được phong phú, nó là cái sự tưởng tượng các bạn. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Đó là các bạn cảm thấy nó khó thôi, nhưng phân tích ra nó sẽ dễ thôi. Tạo lên trong con trái tim, hiểu chưa? Tạo lên trong con trái tim, hiểu chưa? Tạo lên trong con trái tim nha. Thật trắng trong Chúa ơi. Ok, câu đầu tiên các bạn bắt trước được chưa? Bắt trước mình nha. Tạo lên trong con trái tim trăng trong Chúa ơi. Đấy, bắt chước như vậy. Tức là nó có này, tạo lên thì đánh xuống này, đúng không? Trái tim tim sang dê, dê các bạn đánh xuống, nhưng mà các bạn hất lên hai cái. Đấy, tạo lên trong con trái tim tận trăng trong Chúa ơi. Chỉ có bài này mới làm được như vậy thôi. Bởi vì nó là tạo lên trong con trái tim ngân ngân ngay học nghỉ ngay thật trăng trong nghỉ nghỉ xong với Chúa ơi, thì các bạn thì cái nghỉ nghỉ đấy các bạn hất lên hai cái. Tâm linh con cũng xin được ngài thôi mới luôn. Đấy, mới luôn thì các bạn đang từ mi thứ này luôn, quạt và son đúng không? Quạt để đổi âm, quạt đổi âm để về son. Đấy, xong lại tạo lên trong con trái tim trăng trong Chúa ơi. Tâm linh con xin được ngài đôi mới luôn. Đấy, mình đánh như này nó là đơn thuần nhất, thì nó sẽ không giống như cái đầu tiên mình đánh. Mà đầu tiên mình đánh là như thế này. Tạo lên trong con trái tim tận trăng trong Chúa ơi. Tâm linh con cũng xin được ngài đôi mới luôn. Mình đánh như vậy, tức là mình thay bằng hất hất lên bằng cái gảy nốt. Tạo lên trong con trái tim, tạo lên trong con trái tim, tạo lên trong con trái tim thật trong trong Chúa ơi, thật trong trong Chúa ơi. Ok, gảy nốt nhé. Mình không phải hất lên đơn thuần mà mình chọn cái nốt nào đó để gảy. Hãy tạo lên trong con trái tim thật trăng trong Chúa ơi. Tâm linh con cũng xin được ngài đôi mới luôn. Nếu các bạn thấy mình phức tạp quá thì các bạn cứ quạt blue và hát slow thôi nhá. Rồi thì ở đây cái đoạn thứ hai, để trước khi vào được khúc tâm linh con tạo lên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi. Tâm linh con cũng xin được ngài đôi mới luôn. Rồi, si son 7 nhá. Son 7. Chúa ơi chớ cất con đưa xa bóng Chúa đêm nay. Ở đây này, mình sẽ chọn là lúc là quạt xuống toàn quạt xuống, lúc gì quạt lên toàn quạt lên, để cho cái hiệu ứng của cái bài hát này được tăng lên. Đó là Chúa ơi chớ cất con đưa xa bóng Chúa đêm ngày. Chúa ơi chớ cất con đưa xa bóng Chúa đêm ngày. Chỉ quạt xuống thôi, tức là quạt xuống rất nhiều, không có quạt lên, vẫn là ba lát, nhưng mà chỗ ba lát chỉ quạt xuống thôi, thì nó kiểu như là một cái lời gào thét ấy mà, gào thét không ngứt. Chúa ơi chớ cất con đưa xa bóng Chúa đêm ngày, và chớ cất thánh linh ra xa khỏi lòng con, làm mới trong trái tim con. Làm mới trong trái tim con niềm vui cứu rỗi đời ai. Tâm linh con xin được ngài đôi mới luôn. Đấy,
cho cất anh mình ra xa khỏi lòng con, làm mới trong trái tim con niềm vui cứ suối đời ngày. Tâm linh con cũng xin được mời đôi lần. Ok, thì đấy là cái phần mình hướng dẫn các bạn, tức là mình sẽ tập trung đánh ba lát. Với cái ballad là xuống, cái xuống này nhiều hơn, dồn xuống nhiều hơn. Đấy không? Để khi có cái nhịp dồn lên này, nó cũng sẽ nhiều hơn. Tâm linh Chúa ơi cho cất con yên xa bóng Chúa đêm ngày, và chớ cho cất thanh linh ra xa khỏi lòng con. Bây giờ thì mình sẽ dạy các bạn cái phần đưa điệp khúc này lên cao hoặc là nâng tông. Thì bây giờ các bạn phải tập được điệu nâng cao trước khi các bạn nâng tông. Thì nó sẽ như thế này thôi, đó là các bạn sẽ quạt cho mình điệu ba lát có ngắt phách. Đó là Chúa, Chúa ơi Chúa cất con lìa xa bóng Chúa đêm ngày, và Chúa, Chúa cất thanh linh ra xa khỏi lòng con. Các bạn thấy là mình quạt nó khác rồi. Làm mới trong trái tim con niềm vui cứu rỗi lời ngài, tâm linh con cũng xin được ngài đổi mới luôn. Ok, nó làm ở cái chỗ này. Chúa ơi chớ cất con ở đây này, khi các bạn đánh này, cái chữ Chúa là nhận hợp âm, Chúa là nhận hợp âm, thì các bạn để cho cái âm thanh được vang lên trọn vẹn. Còn khi bắt đầu từ chữ hỡi cho đến chữ con, chữ hỡi chớ cất, thì các bạn là dập nó đi, dập cái hợp âm này đi. Chúa ơi chớ cất con, Chúa ơi chớ cất con đìa xa bóng Chúa đêm nay. Các bạn có thể dập bằng tay phải, tức là tay phải là không quạt nữa, hoặc là quạt hời hợt, quạt để giữ nhịp thôi. Còn hoặc là tay trái các bạn chặn vào dây đàn như thế này. Chúa ơi chớ cất con, đấy mình đã. Chúa ơi chớ cất con nhà xa bóng Chúa ơi ngài. Điều này nó yêu cầu các bạn là phải rất là giỏi trong cái chuyển hợp âm rồi. Chuyển hợp các bạn không thể sai được, nhịp sai được phách khi các bạn vận chuyển hợp âm. Nó đều đòi hỏi như vậy. Và các bạn khá phải thuộc bài hát này, không là bạn sẽ bị gãy ngay. Chúa ơi chớ cất con nhà xa bóng Chúa ơi ngài. Thì có một số bài hát khác thì mình dạy các bạn là chặn tay ở đây. Nhưng mà nếu như bài này mà không chặn tay ở đây, mà chặn tay ở, không chặn tay ở tay trái mà chặn ở tay phải ấy, thì bài này chả hay đâu, không hay lắm nhá. Vì là chặn ở tay phải nó sẽ tối hơn, nó sẽ tối hơn là chặn ở tay trái. Chặn tay trái nó vẫn sáng hơn. Cho nên là cái bài này đấy, cái tốc độ quạt nó không phải tốc độ quạt nhanh, mà các bạn chặn ở tay phải này thì nó sẽ không hay, bởi vì là chặn tay trái nó sáng hơn, vì cái bài này nó quạt thưa, quạt hời hợt. Chúa ơi cho cất con nhà xa bao Chúa ơi ngài, và chớ cất thanh linh ra xa khỏi lòng con, làm mới trong trái tim con niềm vui cứu rỗi ơi ngài, tâm linh con cũng xin được xa bao Chúa đêm nay, và chớ có thanh linh ra xa khỏi lòng con, làm mới trong trái tim con niềm vui cứu rỗi lời ngài, nên con xin được ngài đôi mới được. Ok, đấy là cách mà các bạn tập luyện. Thật ra thì phải có một người hát rất hay, hoặc là các bạn phải hát rất hay thì các bạn tuyệt tập luyện nó mới được. Các bạn hát đúng, hát hay thì bạn tập mới được. Mình hát thì nó hơi dở nên hướng dẫn các bạn là chỉ như vậy thôi. Cách quạt nó là chỉ là vào hợp âm một cắt. Rồi, vào âm.
đoạn quạt kiểu gì thì quạt. Tức là chỉ có lúc thì vang lên, lúc thì hát đi. Chúa ơi cho cất con. Tức là cái nốt nào mà nó nhận hợp âm. Tức là cái chữ nào nhận hợp âm, chữ chúa nhận hợp âm, chữ con nhận hợp âm, chữ bóng nhận hợp âm, chữ đêm ngày nhận hợp âm, chữ chớ cũng nhận hợp âm, thánh linh nhận hợp âm. Đấy. Chúa ơi cho cất con để xa bóng Chúa đêm nay, và chớ cất thánh linh ra xa khỏi lòng con, làm mới trong trái tim. Đấy, thì các bạn đánh như vậy. Và khi các bạn chặn như vậy thì các bạn đánh những hợp âm sút này. Đô sút 2 nhá. Si này. Si thứ 7 nhá. Đánh si thứ 7 cho mình. Hoặc là các bạn đánh si thứ này luôn. Si thứ này. Bởi vì là chặn mà, các bạn không phải bấm nhiều đâu. Không phải bấm hết tất cả các ngón đâu. Bấm thế này thôi. Đấy, mi thì các bạn bấm thế này. Hoặc là bấm thêm vào đây. Thêm hai nốt này vào dưới này. Đấy. Mi này thì sút. Mi sút 4. Hoặc là mi 7. Đấy, các bạn bấm như vậy. Đấy, đô đây. Hoặc là đô đây. Đô đây thì đôi khi các bạn đánh cả cái nốt son này. Tức là cái ngón út vào đây. Đấy. Thì nó sẽ tạo ra cái sự nâng cao bài hát này. Còn cái dê trưởng thì bạn đánh có thể dê bát pha đây. Đấy, hoặc là các bạn không thích ấy, thì các bạn đánh dê thế này thôi. Mình đánh dê thế này, mình giữ cái dê này, không cho dê này vang lên. Không cho dê này vang lên. Và mình buông dê này ra. Dê này buông không. Đấy. Đây. Chưa. Chưa. Chúa đêm nay và chớ cất thánh linh ra xa khỏi lòng con. Đấy thì nó là cái ngón tay các bạn như vậy. Hợp âm của bài này khá đơn giản, không có gì khó cả. Thì mình chỉ hướng dẫn các bạn như vậy thôi. Thì những các bạn nào biết chơi rồi thì xem video này mới hiểu được. Còn nếu bạn nào mà chưa biết chơi thì các bạn phải tập từ cái cơ bản từ trong những cái bài trước của mình, và những cái bài hướng dẫn cơ bản từ những bài đầu thì mới học được cái điệu nâng cao và những thứ acoustic cho cái bài hát cổ điển như thế này. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Và như các bạn ở Hải Phòng thì các bạn có thể gặp trực tiếp mình, thì mình sẽ giúp đỡ các bạn trong việc học đàn. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình Thờ Phượng Chúa tiếp theo nhé. Goodbye.